Hello bà con. Tình hình là mình còn vài hũ mật ong mùa nắng nha. Mật ong này thì lấy cách đây cũng khoảng chừng tầm hơn nửa tháng rồi chứ không có nhiều. Rồi mình chia ra cho bà con dùng. Tại một năm mình lấy về dùng xong rồi chia cho mọi người luôn. Còn nếu mọi người không dùng thì mình dùng tiếp chứ không có gì. Đây mật ong màu nó đậm đà. Phía trên là phấn hoa của nó chứ không có gì hết. Đó. Thì mật ong rừng nó có đặc điểm là nó hơi ra rất là nhiều. Do đó nếu lâu lâu mà mình không có mở nắp ra thì mình bỏ bớt cái khí ra của nó thì có thể nó sẽ bị bể cái hũ. Với lại mật ong rừng thì mình không có đựng đầy lên trên được. Đựng đầy lên trên đó là nó sẽ bị đầy hơi đó. Cái nó bể vùng nắp ra. Mở cho bà con coi nè. Mở là nghe cái bốc liền. Rồi sau khi mình mở xong rồi mình cho mọi người thấy ha. Mở xong thì mình nhấn cái nắp này xuống nè. Nó rất là dễ nhấn nè. Đó. Còn đối với cái hũ mà chưa có mở nắp nè, mình nhấn xuống không có tiếng gì luôn nè. Khác nhau chỗ đó nha, khi ra nó đầy rồi nó cứng rồi mình không có nhấn vô nổi đó. Mình còn thấy khói nó bay bịt mù không, đó là khi ra của nó đó. Lâu lâu thì mở ra vậy đó, năm 10 bữa tầm khoảng 5-10 lần thì mới bớt, còn nếu mà không mở ra thì chẳng bể luôn cái hũ này. Mình đã bị một lần rồi. Rồi, bà con nào có nhu cầu sử dụng mật thì alo mình nhẹ tiếng. Nhưng thôi, mau hết lắm. Tạm biệt bà con nha.